Rất cảm ơn và kính chào quý vị đã đến với kênh YouTube chính thức của báo điện tử VTC News. Chúng tôi luôn cập nhật vấn đề mới nhất, nóng nhất để gửi đến quý vị. Sau đây là nội dung chi tiết. Một trong 6 nạn nhân thiệt mạng trong khách sạn ở Thái Lan có anh Trần Đình Phú, chuyên gia trang điểm nổi tiếng. Anh Phú sang Thái Lan để trang điểm cho một đám cưới. Sáng 17 tháng 7, nhiều người thân bạn bè của anh Trần Đình Phú, còn được gọi là Phú Gia Gia, đã đến nhà riêng của anh tại đường Hải Phòng, quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng để hỏi thăm sau khi nghe thông tin anh đã qua đời tại Thái Lan. Một người thân của anh Phú thuật lại, gia đình không nắm rõ về lịch trình của Phú, chỉ biết Phú sang Thái Lan để trang điểm cho một đám cưới mà khách là tỷ phú. Phú đi với ai hay đi một mình thì gia đình cũng không rõ. Ngồi bần thần trước hiên nhà, ông Trần Đình Dũng, bố của anh Trần Đình Phú cho biết, ông vẫn chưa tin là con trai mình gặp nạn, chỉ khi ông nhìn thấy hình ảnh của các nạn nhân được đăng tải trên báo đài có con trai mình. Ông Dũng kể Gia đình có hai người con, Phú là con cả. Phú làm nghề trang điểm đã hơn 15 năm và chuyên làm đẹp các ngôi sao. Nhiều sự kiện lớn cũng như giảng dạy và chia sẻ kinh nghiệm trong lĩnh vực make up. Ông Dũng cho hay, với đặc thù công việc chuyên make cho nghệ sĩ nổi tiếng nên anh thường xuyên xa nhà. Ông Dũng nghẹn ngào, từ khi thấy hình ảnh tên tuổi của Phú xuất hiện trên báo chí với thông tin đã tử vong, nghi do bị đầu độc ở Thái Lan. Mẹ Phú đã ngất xỉu không biết bao nhiêu lần. Bà ấy không chịu nổi cú sốc này Bản thân tôi cũng không nghĩ cuộc gọi Zalo với con trai hôm 13 tháng 7 lại là cuộc nói chuyện cuối cùng của hai cha con. Đưa tay lau nước mắt, ông Dũng nhớ lại con trai ông có chuyến đi trang điểm ở Thái Lan cho đoàn khách của người phụ nữ quốc tịch Mỹ gốc Việt về nhà được 2 ngày thì sau đó con tiếp tục được đoàn khách này búc sang để trang điểm và gặp nạn. Ông Dũng cho hay Phú chưa lập gia đình, tính cách cháu ngoan hiền lắm và được hàng xóm đồng nghiệp thương mến. Nghe tin con gặp nạn, vợ tôi suy sụp hôm qua giờ. Bây giờ gia đình mong sao được cơ quan chức năng hỗ trợ để sớm qua Thái Lan đón con về. Sáng 17 tháng 7, Cảnh sát Thái Lan đã tổ chức họp báo công bố nguyên nhân sơ bộ vụ 6 người tử vong tại khách sạn Grand Hyatt, Erawan, thủ đô Bangkok trước đó một ngày. Cảnh sát nêu rõ nguyên nhân là do mâu thuẫn nợ nần và một trong 6 nạn nhân chính là người đã đầu độc 5 người còn lại. Cảnh sát Thái Lan cũng đã xác định được danh tính người thứ 7 được cho là đã đặt phòng ở cùng với 6 nạn nhân. Theo đó, người này đã xuất cảnh khỏi Thái Lan trở về Việt Nam từ ngày 10 tháng 7. Trước đó, tối 16 tháng 7, kết quả điều tra ban đầu cho thấy phòng của các nạn nhân bị khóa từ bên trong và không có dấu hiệu của việc có người đột nhập vào phòng để sát hại. Sau khi di chuyển thi thể các nạn nhân về một bệnh viện gần đó, cảnh sát Thái Lan cũng đã chuyển hành lý của 6 nạn nhân từ khách sạn về trụ sở cảnh sát phường Lumpini. Liên quan đến vụ 6 người Việt Nam được tìm thấy trong một căn phòng tại khách sạn cao cấp Grand Hyatt Erawan ở khu Ratchaprasong, thủ đô Bangkok, Thái Lan hôm 16 tháng 7, Bộ Ngoại giao Mỹ ra tuyên bố cho biết họ đã nắm được các báo cáo về cái chết của hai công dân Mỹ ở Bangkok. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ Matthew Mueller nói trước báo giới, Chúng tôi xin gửi lời chia buồn chân thành tới các gia đình về sự mất mát của họ. Chúng tôi đang theo dõi sát tình hình và sẵn sàng hỗ trợ lãnh sự cho những gia đình này. Ông Mueller nói thêm, Bất cứ khi nào một công dân Mỹ thiệt mạng ở nước ngoài, chính quyền địa phương có trách nhiệm xác định nguyên nhân cái chết. Chúng tôi thường xuyên liên hệ với chính quyền địa phương khi có công dân Mỹ thiệt mạng và chúng tôi chắc chắn đang làm như vậy. Ông Miller nói rằng ông không biết liệu vụ việc trên có được đề cập trong cuộc điện đàm giữa Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken với người đồng cấp Thái Lan hay không. Cuộc điện đàm có thể diễn ra từ trước khi họ hay tin về cái chết của hai công dân Mỹ ở Bangkok. Trong khi đó, Thủ tướng Thái Lan Srettha Thavisin thông báo sáng 17 tháng 7 rằng Cục Điều tra Liên bang Mỹ FBI đã cử một đội tới điều tra cái chết của hai trong số 6 người Việt Nam được tìm thấy trong một phòng khách sạn sang trọng ở Bangkok, Thái Lan vì hai người này có hộ chiếu Mỹ. Công an huyện Hoài Đức, Hà Nội đang điều tra nguyên nhân vụ tai nạn liên hoàn khiến người phụ nữ và ba trẻ em thiệt mạng. Trưa hôm 16 tháng 7, chiếc xe tải biển số Vĩnh Phúc va chạm với ô tô tải loại nhỏ mang biển số Hà Nội khiến chiếc xe nhỏ lao vào thành cầu ép vào chiếc xe gắn máy do một người phụ nữ cầm lái chở ba trẻ em khiến cả bốn người đều thiệt mạng. Cơ quan chức năng xác định người cầm lái chiếc xe tải biển Vĩnh Phúc là anh DVL, sinh năm 1986, quê Quảng Hòa, Cao Bằng. Còn tài xế của xe tải nhỏ biển Hà Nội là anh LVN, sinh năm 1966, quê Đan Phượng, Hà Nội. Bốn nạn nhân gồm chị NTH, sinh năm 1992, và các cháu NKA, 13 tuổi, NTTM, 11 tuổi và NTS 9 tuổi. Hình ảnh tại hiện trường cho thấy chiếc xe máy biến dạng. Công an huyện Hoài Đức đang khám nghiệm và làm rõ các yếu tố liên quan đến vụ tai nạn. Ông Hát, người chứng kiến vụ việc cho biết, chưa cùng ngày, ông chạy xe theo hướng Tân Lập, Đan Phượng đi Cát Quế, Hoài Đức để về nhà, đến ngã tư giao cắt tuyến đường DH05 với tuyến đường Ba Tràng thuộc địa bàn xã Dương Liễu, Hoài Đức thì dừng lại trước cầu, chờ hai ô tô tải mang biển kiểm soát 88C 28XX và 29C 087XX đi qua. Phía trước ông Hát, một người phụ nữ mang thai đi xe máy chở theo ba cháu nhỏ dừng lại trên cầu. Thời điểm này, hai xe tải bất ngờ va chạm. Ô tô tải biển kiểm soát 29C 597XX lao đến ép kẹp người phụ nữ cùng mấy cháu bé trên xe máy vào thành cầu, làm bốn người này thiệt mạng tại chỗ. Một tài xế bị thương ở bả vai, còn tài xế khác rời khỏi hiện trường sau vụ tai nạn. Một số người dân vẫn chưa hết bàng hoàng khi nhắc đến vụ tai nạn thương tâm. Sau khi sự việc xảy ra, người dân đã trình báo cho cơ quan chức năng. Nhận được tin báo, lực lượng chức năng nhanh chóng có mặt tại hiện trường để điều tra làm rõ sự việc trên. Hiện nguyên nhân vụ việc đang được điều tra và làm rõ. Chiều 16 tháng 7, đại diện ủy ban nhân dân phường Văn Trường xác nhận trên địa bàn vừa xuất hiện một hố sâu nguy hiểm. Đây là khu vực có đông dân cư sinh sống, nằm tại số nhà 193 ngõ Văn Trường. Theo vị này, hố tử thân xuất hiện sát giếng nước H24 của nhà máy nước Ngô Sĩ Liên, công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên nước sạch Hà Nội. Ngay sau khi phát hiện sự việc, chính quyền địa phương tổ chức đưa hàng chục người dân trong vùng đỏ nguy hiểm tới nơi ở tạm. Theo chia sẻ của một cư dân, khoảng 16 giờ hôm 13 tháng 7, các vết nứt bất thường được phát hiện tại khoảng sân giữa các hộ nằm sát giếng H24 của nhà máy nước Ngô Sĩ Liên, công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên nước sạch Hà Nội. Cùng lúc đó, nhiều vết dạn nứt kéo dài xuất hiện trên tường nhà dân, hệ thống cửa sổ, cửa ra vào bị xô nghiêng. Người này nói: "Chiều hôm đó, tôi đang nằm trong nhà thì bị đánh thức bởi tiếng động lạ và nghe thấy tiếng hàng xóm gọi. Mở cửa ra, tôi thấy bàng hoàng khi toàn bộ hệ thống khung cửa của các hộ gia đình bị móp méo. Tường và mái nhà, ống nước phát ra tiếng lạ." Đồng thời người này cho biết thêm: "Bên trong số nhà 193 ngõ Văn Trương có năm đến sáu hộ gia đình với 15 nhân khẩu sinh sống." Một người sinh sống gần nơi xuất hiện hố tử thần chia sẻ, ngay sau khi sự việc xảy ra, mọi người đã khẩn trương di tản đến ở nhờ nhà người thân hoặc đi thuê nhà, tài sản vẫn để lại trong nhà. Rất may vì hố sâu xuất hiện là ban ngày, chứ nếu vào ban đêm thì sẽ rất nguy hiểm. Sống liền kề khu vực xảy ra sự việc, ông Thái Văn Thắng, 70 tuổi, trú tại số nhà 264 Văn Trương, hiện vẫn chưa hết bàng hoàng. Gia đình tôi bao đời định cư tại đây, chưa thấy hố tử thần ở đây bao giờ. Trước thời điểm xảy ra sự cố, giếng H24 vẫn hoạt động bình thường. Mỗi năm, đơn vị vận hành vẫn thay cát lọc. Theo ông Thắng, tối hôm 13 tháng 7, sân ở giữa nhà bắt đầu nứt to, xe máy, xe điện và xe đạp bị xuống nghiêng, nên nhà của một số hộ dân bật tung. Nhà giếng H24 dần dần bị tụt xuống. Người dân sinh sống tại đây sợ hãi, bỏ chạy ra ngoài. Ông Thắng nói, giếng bị sụt lún so với nền nhà đến cả mét. Bên dưới hố còn sâu bao nhiêu nữa thì tôi không nắm rõ. Tôi cùng các hộ dân quanh đây mong cơ quan chức năng sớm có biện pháp khắc phục để mọi người ổn định cuộc sống. Trong sáng hôm 16 tháng 7, lực lượng chức năng quận Đống Đa đã đến kiểm tra hiện trường và ban giải pháp khắc phục sự cố.